Nếu bạn để ý, ở hai giải đấu lớn vừa kết thúc cách đây không lâu, đó là Copa America với chức vô địch của Argentina và Euro 2020 với chức vô địch của Ý, thì trong chặng hành trình đến với ngôi vị cao nhất của cả hai đội tuyển đều có sự xuất hiện của loạt sút penalty đầy may rủi. Mặc dù biết rằng đây là trò chơi của sự may rủi và tâm lý, nhưng dường như đã có một số cầu thủ và tổ chức nhận ra được những yếu tố có thể định đoạt cả một loạt sút định mệnh. Nó là thứ tự của đội thực hiện lực sút khi cả hai giải đấu đáng chú ý nhất là thúc cầu vừa rồi. Kết quả chung cuộc luôn là nước mắt đau khổ cho đội đá sâu. Vì thế, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA cũng đã có một ý định thay đổi luật sút phạt đền. Điều chính đó là gì và liệu nó có phù hợp hay không? Sau đây, hãy cùng với Cảm Sâu tìm hiểu trong video hôm nay. Cứ hễ sút trước là win. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn sâu vào vấn đề thêm một chút, thì những đội thực hiện cú sút đầu tiên đều là những đội giành được chiến thắng cuối cùng. Thụy Sĩ là đội đầu tiên chứng minh tính ứng nghiệm của yếu tố này trong lượt đối đầu với đương kim vô địch thế giới Pháp tại vòng knockout. Sau 120 phút hòa 3 đều, những tưởng với bản lĩnh là đội bóng đang sở hữu chiếc cúp vàng thế giới sẽ nhanh chóng sốc lại tinh thần và đánh bại chủ nhà Thụy Sĩ trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú đá không thành công cuối cùng của Mbappe đã vô tình khiến Pháp nhận một tấm vé về nước sớm khi đối thủ của họ đều thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Và trong tình huống tung đồng xu để thực hiện thứ tự sút, Thụy Sĩ là đội giành quyền ưu tiên. Tiếp theo là Tây Ban Nha, cũng là đội được hưởng lợi từ vận may khó diễn tả này. Sau khi cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đều bớt phần thắng bại một đều sau 120 phút. Tuy Sergio Busquets không thể đánh bại được Yann Sommer, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà 3 lượt sút sâu của Thụy Sĩ đến từ Fabian Schär, Manuel Akanji và Ruben Vargas đều không một lần nào đưa bóng vào lưới. Kết quả, La Roja vào vòng trong và chiến thắng 3-1. Italia trong loạt sút penalty với Tây Ban Nha ở trận bán kết cũng là những người thực hiện cú đá trước. Mặc dù Locatelli không đánh bại được Unai Simon ở lượt sút đầu tiên, nhưng cả Daniel Olmo và Alvaro Morata đều không thể xuyên thủng màn lưới của Donnarumma. Chung cuộc, thì nhà vô địch Euro hai kỳ liên tiếp là Tây Ban Nha đã phải dừng bước. Thậm chí, ở trận cuối cùng, những tưởng Anh sẽ là lần đầu tiên làm nên lịch sử khi vô địch ngay trong lần đầu tiên vào chơi một trận chung kết Euro. Hơn nữa, họ còn có được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả đội nhà. Và trong loạt penalty, Italia đã báo hiệu cho một ngày lịch sử của thầy trò Gareth Southgate khi Andrea Belotti thực hiện không thành công cú đá của mình. Trong khi đó, trung vệ Harry Maguire thực hiện một cú sút không thể cản phá. Thế nhưng, không một cổ động viên nào của nhà vô địch World Cup 66 là nghĩ rằng cả ba cầu thủ vào sân thay người của họ là Rashford, Sancho và Saka đều thực hiện không thành công. Còn bên kia thì Leonardo Bonucci và Federico Bernardeschi đều đưa bóng vào lưới. Kết quả thì chắc bạn cũng đã rõ, football is coming wrong. Qua đó, biến Italia là đội bóng đầu tiên có hai chiến thắng liên tiếp trong loạt sút luân lưu suốt 15 kỳ Euro đã qua. Trong khi đó, tại giải đấu cao nhất Nam Mỹ, mọi thứ có vẻ bớt tâm linh hơn một chút khi chỉ có Colombia là thực hiện thành công loạt sút luân lưu của họ khi là đội được chỉ định sút đầu tiên. Đó là trong chiến thắng trước Uruguay ở tứ kết. Trong khi cả 4 cầu thủ áo vàng đều thành công khi đưa bóng vào lưới của khung thành Uruguay, thì hai cầu thủ Jose Maria Jimenez và Martinez Viña đều không thể thay đổi tỷ số của loạt sút. Kết quả là Colombia vào vòng bán kết đối đầu Argentina. Và rồi, dù đã bốc thăm để được đá trước, Messi, Paredes và Lautaro Martinez đã giúp cho Argentina giành quyền vào chơi trận chung kết để rồi hạ gục chủ nhà Brazil. Sau khi kỳ Euro 2020 kết thúc, trung vệ Gerard Piqué lấy yếu tố này làm lý do cho thất bại của Tây Ban Nha. Trước hết xin chúc mừng Ý, đội bóng hay nhất giải đấu. Tuy nhiên, việc Ý đã penalty trước một lần nữa giúp họ giành được chiến thắng. Giống như trận đấu với Tây Ban Nha, việc đá trước loạt sút penalty giúp họ có thời gian để sửa sai dù có đá hỏng trước đó. Trung vệ của Barcelona với trên trang cá nhân của mình sau khi kỳ Euro khép lại. Nghe thì có vẻ như trung vệ của Barcelona đang biện hộ cho thất bại của Tây Ban Nha, nhưng không phải là không có cơ sở cho một yếu tố mà đã đúng 100% tại Euro lần này. Vào năm 2010, một nghiên cứu của giáo sư Ignacio Palacios Hueta của Đại học London cũng chỉ ra rằng 60% các đội bóng thắng trong loạt sút luân lưu đều là những đội đá trước. Nguyên nhân lý giải cho điều này là nếu như đá trước và thực hiện thành công, áp lực dành cho người đá sau là lớn hơn nhiều, và chẳng may nếu như thất bại, thủ môn của đội đá trước hoàn toàn có cơ hội để sửa sai ở những loạt sút sau đó. Và nếu để chứng minh bằng cách đưa ra một con số, thì xác suất để cầu thủ thực hiện thành công quả đảo của mình khi cả đội đang nắm ưu thế là 92%, trong khi xác suất để cầu thủ bên kia thực hiện thành công và sang bằng cách biệt là 62%, thấp hơn những 30%.
Tức nó lấy ví dụ là trận chung kết Euro 2020 giữa Ý và Anh ở lượt sút cuối cùng. Ý đang là đội nắm lợi thế, đồng nghĩa với việc Jorginho có tới 92% để hạ gục Jordan Pickford, trong khi nếu như tiền vệ của Chelsea sút hỏng và thực tế là như vậy thì cầu thủ trẻ Bukayo Saka chỉ có 62% là đưa kết quả về trạng thái cân bằng, và điều đó anh đã làm không được. Mang tie break vào penalty. Loạt tie break là cụm từ được sử dụng rất phổ biến tại quần vợt khi mà hai tay vợt đều giành được 6 game thắng và cần phải giải quyết xe đấu này. Luật giao bóng trong loạt tie break có chút khác biệt khi nếu như A là người giao bóng đầu tiên thì B sẽ là người giao bóng ở lượt 2, sau đó sẽ quay lại với hình thức giao bóng xen kẽ. Còn nếu như bưng nó sang môn thể thao vua thì đội sút trước sẽ thực hiện quả đá đầu tiên, sau đó đội sút sau sẽ thực hiện liên tiếp hai quả đá tiếp theo và cuối cùng là xen kẽ. Và theo những nghiên cứu của Economic Inquiry, nếu như áp dụng cách này thì xác suất chênh lệch mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên sẽ không còn. FIFA từng áp dụng cách thức đá phạt đền này, nó có tên gọi là ABBA vào năm 2017 tại các giải đấu trẻ ở khu vực châu Âu và thế giới. Liên đoàn bóng đá Anh FA cũng đã áp dụng thể thức này ở trận tranh siêu cúp Anh và League Cup mùa 27-28. Trong khi đó Hà Lan cũng áp dụng quy tắc ABBA này ở cúp quốc gia Johan Cruyff Cup. Kết quả cho ra một con số rất bất ngờ. Số đội thắng khi được chọn đá trước so với đội đá sau đã giảm xuống chỉ còn 50%, tức có thể hiểu là công bằng tuyệt đối. Cụ thể hơn, tính từ lúc thử nghiệm ABBA là vào tháng 5 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 thì có 36 trận đấu phải giải quyết thắng thua trên trận phạt đền kiểu này. Kết quả là có 18 đội đá đầu thắng và 18 đội đá sau thắng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà FIFA lại tuyên bố sẽ không áp dụng điều luật này cho dù kết quả diễn ra vô cùng công tâm. Luật không của FIFA. Làn sóng chỉ trích nhắm vào FIFA chỉ thực sự vơi đi khi mọi người biết rằng FIFA chỉ là đơn vị quản lý bóng đá, chứ luật lệ thì tổ chức này không có quyền sửa chữa và họ có nhiệm vụ là thực hiện luật bóng đá theo như Liên đoàn bóng đá quốc tế IFAB, và đây là tổ chức duy nhất trên thế giới làm được điều này. Và để một sự thay đổi được thông qua thì phải có sự đồng ý ít nhất từ 75% thành viên, tức 6 trên 8 phiếu thuận. IFAB dành 4 phiếu cho FIFA, 4 phiếu còn lại cho 4 liên đoàn là Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, nơi khai sinh của bóng đá hiện đại. Ở cuộc họp vào tháng 11 năm 2018 diễn ra tại Glasgow, Scotland, cuộc bỏ phiếu đã có kết quả dưới 75%, tức là sẽ không có điều luật penalty ABBA được áp dụng. Lý do giải thích cho điều này chỉ là tính phức tạp của thể thức ABBA, vì đôi lúc cả hai đội sẽ cần nhiều hơn 5 lượt đá để quyết định thắng thua và sẽ càng phức tạp hơn nữa nếu loạt sút lên thành hai con số. Sự phức tạp và rắc rối này chính là dành cho các vị trọng tài và ban tổ chức, khi trọng tài chính là người có trách nhiệm ghi chú lại số áo cũng như thứ tự mà cầu thủ bước lên suốt 11m. Dù có thể nói Gerard Piqué bao biện cho thất bại của Tây Ban Nha, nhưng không thể phủ nhận rằng con số 100% mà Cảm vừa nói ở trên không phải là một điều hiển nhiên, nhất là ở một nơi bóng đá. Nó đúng hơn là mọi thứ đều là sản phẩm của khoa học, nghiên cứu và tính logic. Vì thế, nhận định của Gerard Piqué không phải là vô căn cứ, thậm chí cũng không ít người rất muốn IFAB có thể thay đổi và áp dụng ABBA vào các loại sút luân lưu trong tương lai. Nhưng điều đó có thành sự thật hay không thì chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời. Theo bạn, thể thức penalty ABBA liệu có công bằng không, và chúng có nên được áp dụng rộng rãi ở những loạt penalty về sau này hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.